Chào các bạn đến với kênh YouTube của tạp chí Người Nhân Việt Nam. Và hôm nay trên bàn của mình đây, đó là một chiếc laptop với tên gọi là ZenBook 14, hay nó có mã là UX431. Và đây là một chiếc laptop mà mình dùng trong vài ngày qua và mình cảm thấy nó thực sự là tốt đối với tầm giá trên dưới khoảng 20 triệu. Và nó cực kỳ xứng đáng đối với những bạn học sinh, sinh viên, nhất là những bạn mà đang thi đại học và chuẩn bị là tân sinh viên đấy. Và nó cũng phù hợp với những người đi làm văn phòng nữa, bởi vì mình cũng là một người đi làm văn phòng thường ngày và thường xuyên phải nhập liệu rồi Excel rồi Word các thứ rất là nhiều, và mình cũng đôi khi phải chỉnh ảnh nữa. Tuy nhiên thì ZenBook 14 đáp ứng cho mình rất đầy đủ những cái nhu cầu đó, và hôm nay mình muốn gửi tới các bạn bài chia sẻ về chiếc máy này. Và bây giờ thì chúng ta hãy cùng bắt đầu nhé. Và điểm đầu tiên mình muốn chia sẻ với các bạn đó chính là về thiết kế của chiếc máy này. Và mình là một người khá kỹ tính đối với những thiết kế mà của những sản phẩm này được sử dụng. Và ZenBook 14 thì thực sự là làm mình thỏa mãn được cái kỹ tính đó. Đầu tiên chúng ta sẽ nhìn mặt trên nhá. Mặt trên của ZenBook 14 này thì có những cái họa tiết đồng tâm rất là quen thuộc của Asus. Và trên này thì logo sáng bóng của Asus, mặc dù nó không có đèn. Tuy nhiên thì đây là một phần sản phẩm nó chỉ thuộc phân khúc phổ thông thôi, nên là không có đèn là một điều dễ hiểu. Và thiết kế này là đủ để đẹp rồi. Và ở bên cạnh, các cạnh xung quanh thì nó có những cái đường diamond cut rất tỉ mỉ. Các bạn nhìn thấy không? Diamond cut rất là tỉ mỉ. Và cái thân máy cũng tự làm bằng khung nhôm, nên là rất là nhẹ và chắc chắn. Và các bạn đã nhìn độ mỏng này. Đây là độ mỏng khi gập cả máy xuống này. Và đây là độ mỏng khi mà mình mở máy ra. Độ mỏng của tấm nền màn hình bên trên này, mặt trên này và nửa dưới thì cũng cực kỳ là ấn tượng. Đấy, cầm mình đặt trên bàn dùng khá là sang chảnh luôn. Và màn hình của máy thì có kích thước là 14 inch với độ phân giải là Full HD. Và mình cực kỳ ấn tượng với cái viền mỏng này của máy này, các bạn nhìn thấy không? Asus gọi đây là Nano Edge, thì nó có kích thước khoảng 6,55mm. Các bạn có nhìn thấy cực kỳ sexy và mỏng luôn. Thì camera thì được giấu trên này, và mic thu âm đó, bên dưới này thì không có gì cả. Và đây là một màn hình gương, nên là nếu các bạn nhìn xiên thì nó có hơi bị bóng một chút. Tuy nhiên thì mình không khuyến khích các bạn mang ra ngoài trời giữa trời nắng để ngồi. Chúng ta hãy thường ngồi trong nhà để làm việc, đúng không? Thì đây là một điều hoàn toàn có thể chấp nhận được. Ở bên dưới này chúng ta sẽ có bàn phím. Bàn phím thì có độ nảy rất là tốt, bấm chắc chắn. Đó, hành trình phím thì đủ dài để các bạn có thể gõ văn bản một cách rất là thoải mái. Và khi mà mở máy lên thì đây, bản lề của máy sẽ nâng cái bàn phím dưới này lên một góc. Đó, như vậy các bạn có thể có được cái khoảng cách để gõ như này rất là thoải mái, và có chiếu nghỉ rất là lớn, làm cho tay chúng ta rất là thoải mái và tự nhiên khi mà gõ phím. Và đồng thời thì cái thiết kế này của Asus cũng làm cho máy tản nhiệt tốt hơn. Các bạn có thể nhìn thấy những khe tản nhiệt ở dưới này, khi mà nâng lên nó sẽ được mở rộng ra. Điều này thì cũng khá giống một vài chiếc Apple MacBook. Đây là thiết kế khá là thông minh. Đó, mở thế này. Và mình khá là thích cái màu của chiếc máy này, đó là một màu xanh pha một chút bạc bạc và có vân phay xước ở đây. Đó, và hai dải loa thì nằm hai bên. Đây là một thiết kế khá là thời trang theo mình nghĩ. Đấy. Và ở bên này thì có logo của Harman Kardon. Tinh chỉnh âm thanh của chiếc máy này. Ở bên dưới này chúng ta có một cái trackpad. Kích thước thì không lớn, tuy nhiên thì độ nhạy rất là tốt. Và đây là cả bấm vân tay. Ở bên trên này thì sẽ có logo của Asus ZenBook. Và ngay cả cái phần ở trên bản lề này, mặc dù nó không đóng có vai trò gì, nhưng mà Asus cũng trang trí cho nó những cái họa tiết nhỏ li ti này, cực kỳ là tinh tế luôn. Và bên cạnh này thì là một số cổng kết nối. Bên phải thì có USB này, rồi cổng SD, rồi cổng 3.5. Ở bên trái này thì có cổng nguồn, một cổng HDMI, cổng USB nữa, và một cổng Type-C 3.1. Ở mặt đáy thì không có gì, chỉ là những khe hút gió thôi. Và có 4 chân đế xung quanh, 4 chân đế để có thể nâng máy lên một chút, hoặc là để dưới mặt phẳng thì nó không bị xước. Đó là những gì mà mình ấn tượng về thiết kế của chiếc máy này, và mình đã cực kỳ tự tin khi mà cầm Asus ZenBook 14 ra những quán cà phê rồi các thứ để làm việc. Và phần tiếp theo chúng ta sẽ đi nói qua về hiệu năng. Hiệu năng của chiếc máy này thì mình sẽ để thông số ở ngay đây, các bạn có thể nhìn. Và với con chip Intel Core i5 8265U thì mình hoàn toàn
bị chinh phục bởi hiệu năng của chiếc máy này, bởi vì tất cả những nhu cầu thường ngày của mình đều đáp ứng rất là tốt. Và RAM 8GB nữa, nên là những công việc đa nhiệm, mở nhiều cửa sổ, rồi Excel, rồi Word, rồi xem phim giải trí hay là chơi một chút game như kiểu LOL hoặc FIFA online đều đáp ứng rất là tốt trên chiếc máy này. Mình không có gì phải phàn nàn về nó nữa. Hơn nữa thì mặc dù là hoạt động trong thời gian dài, đi làm 8 tiếng một ngày chẳng hạn, đấy, xong là còn cắm sạc liên tục, thì máy cũng không hề nóng. Máy không hề nóng luôn. Và nó chỉ nóng nhất ở cái phần khe tản nhiệt gần màn hình này mà thôi. Còn bàn phím, cái nơi mà mình đặt hay đặt tay lên nhất, thì nó không hề nóng luôn. Mặc dù mình cắm sạc pin cả ngày luôn mà không hề nóng. Đấy là một điều rất là tốt. Và một điểm đặc sắc cuối cùng mà mình muốn giới thiệu với các bạn đó chính là loa ngoài chiếc máy này. Nó được tinh chỉnh bởi Harman Kardon, một hãng âm thanh cũng khá là nổi tiếng và thường xuyên làm âm thanh cho những chiếc laptop như thế này. Và loa Harman Kardon của máy thì được bố trí ở hai bên đó để tạo hiệu ứng stereo. Về âm lượng thì mình cực kỳ là ấn tượng luôn, bởi vì nó rất là to và một căn phòng khoảng 40 mét vuông thì vẫn có thể lấp đầy bởi âm thanh của chiếc máy này. Tuy nhiên thì về các giải trung, giải cao, giải trầm thì tất nhiên là nó không thể tách bạch được, bởi vì tất nhiên là nó vẫn chỉ là loa của một chiếc laptop mà thôi. Các bạn khó có thể đòi hỏi được nó hay như những dàn loa tại gia được, bởi vì là nó không có những công nghệ hoặc là và nó không có không gian để xử lý. Tuy nhiên xét trên mặt bằng chung với những chiếc laptop khoảng tầm giá khoảng trên dưới 20 triệu đồng thì ZenBook 14 có chất lượng âm thanh rất là tốt. Nó phù hợp để cho các bạn nghe tất cả các thể loại, từ nhạc trẻ rồi nhạc trữ tình rồi nhạc đỏ đều có thể đáp ứng được hết. Mình nghe thường thường thì tai mình cũng là tai trâu thôi, nhưng mà mình nghe chiếc loa của ZenBook 14 này thì mình cũng thấy rất là hài lòng. Đặc biệt là khi xem phim thì nó có âm thanh stereo, nên là cái hiệu ứng mà nó đem lại ấy, thì nó cũng tựa như ở rạp chẳng hạn. Và đó là ba điểm quan trọng nhất và mình muốn chia sẻ với các bạn về chiếc ZenBook 14 này. Nếu các bạn có bất kỳ câu hỏi gì và muốn mình đánh giá chi tiết về phần nào của chiếc máy này thì các bạn hãy comment ở bên dưới. Và mình xin hẹn gặp lại các bạn trong một bài đánh giá chi tiết chiếc ZenBook 14 đối với kênh YouTube của tạp chí Nhìn Việt Nam. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn.